Xin chào mọi người, bức tranh con rồng của mình vì nó quá to nên chưa có mướn được xe để chở nó đi đóng khung nên mình chưa có hoàn thành được cái video đó nha. Chị là Sơn Bê, Phu Bê còn gì nữa. Nay mình có mướn con tàu để đi câu mực thì tổng cộng có 5 người, là hai vợ chồng, hai đứa em người Việt Nam, chồng mình và bạn của chồng mình. Tàu đã bắt đầu lăn bánh, không phải lăn bánh rời ga rời bớt tàu lửa đâu mà lăn ra kiểu mồi. Đây là cái gì? Đây là hình con gì? Gì nào? Mồi câu cá. Không phải mồi câu cá ấy gì. Mồi đúng rồi, mồi đúng rồi, không phải. Chi. Đây mới là mồi. Ờ, đây bên đây rồi. Xin chào. Xin chào. 안녕하세요. 저기 저 친구도. 안녕하세요. 누군지도 모르고 인사시켜. 네, 출발합니다. 출발합니다. 한번 좀 입을게. 봐 봐. 안 춥죠, 사장님? 아유, 안 추워. 그냥. 안 đi. Anh không mồi mì đấy. Thôi tắt tạm lại chị nhé. Giờ tàu đã xuất phát rồi nha bà con. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi câu. Hôm nay mình sẽ đi câu mực. Nhưng mà không biết có dính không, mà tổng cộng mình đi hôm nay có 5 người nha. Hôm nay mình sẽ nói luôn cái giá mà để lên con tàu này nha. Thì mỗi người sẽ là 100.000 và 5 người sẽ là 500.000. 500.000 tiền Hàn có nghĩa là gần 10 triệu tiền Việt Nam của mình đó. Chưa tính tiền xe, tiền này, tiền ăn, tiền uống nữa đó nha bà con. Tới nơi rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu coi nha. Năm thằng đi câu mà không thằng nào biết tóm dây câu hết á. Một tiếng đã trôi qua rồi nha bà con, chưa có thấy bóng ma nào hết á. Ô, chắp bắt sơ. Con đầu tiên nha bà con. Chúc mừng, 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 chúc 여기 뭐 작다. 너무 작아. 아이고 아이고. 안녕 쪼금이. 너 맛있게 생겼다. 오 여기 뭐.
이거 이거 들어서 나라 나라 너만 통째로 먹어야 돼요. Ông nói ăn con này là phải ăn nguyên con bỏ vô miệng luôn. Bây giờ mình đang chuyển đến chỗ khác mình câu nữa nha. Mình câu được vài con xong mình chuyển đi, câu được vài con là mình sẽ chuyển đi. Đi 3시간째 세 마리 잡았습니다. 한 시간에 하나씩. 3 tiếng đã trôi qua trên biển, mình mới được có 3 con nha. 세 마리 잡았어요. 차차차. 잠깐만요. 차, 우리 몇 마리 잡았냐? 보이지도 않네. 보이지도 않아. 꽝이 땡땡 쏘네. 우와. 저 몇 건? 몇 건? 몇 tấm con nhớ không? 됐어. Cả ngày nay chỉ được có thế, bây giờ mình đi về nha bà con, hết một ngày rồi đó. Đây, đây là dĩa mực trị giá 12 triệu. Thì video của mình hôm nay chỉ đến đây. Cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ nha. Bye.